Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục làm đẹp ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là cách chăm sóc làn da bị nám hàng ngày. Thì Trang có hai phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên là hướng dẫn cho tất cả các bạn cách chăm sóc làn da nám hàng ngày. Và thứ hai đó chính là giới thiệu cho bạn viên uống Oridel Collagen, sản phẩm điều trị nám da tại nha được các bác sĩ da liễu khuyên dùng. Nếu các bạn quan tâm về vấn đề này thì tham khảo hết video và Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Chúng ta không cần phải nói nhiều, cũng không cần phải bàn nhiều về vấn đề này nữa. Có nghĩa là nám da là một trong những nỗi lo lắng, nỗi khổ, nỗi ám ảnh của hầu hết tất cả các chị em phụ nữ. Kể cả nam giới ngày nay họ cũng rất lo về vấn đề nám da. Làm thế nào để điều trị sạch nám da trên gương mặt của mình, trả lại cho bạn một làn da khỏe, nói không với bất kỳ những đốm nâu nào trên da. Đơn giản chỉ là vậy, đó là khao khát hiện tại của tất cả các bạn. Và khi da của bạn đã hết nám rồi thì các bạn mới bắt đầu muốn da của mình trắng lên, khỏe hơn và mịn màng hơn rất nhiều. Nhưng một giải pháp kết hợp cả hai yếu tố đó, vừa trắng da, vừa trị nám, vừa hồng hào làn da từ sâu bên trong, cũng như sức khỏe được bảo vệ tốt nhất, đó chính là Oridel Collagen. Và sản phẩm này có hiệu quả điều trị nám như thế nào thì hãy xem phần thứ hai mà Trang chia sẻ đến bạn nhé. Và bây giờ Trang sẽ trả lời cho câu hỏi cho tất cả các bạn đây. Đó chính là cách chăm sóc làn da nám hàng ngày. Nhiều người cứ nghĩ rằng da thì chỉ cần chăm sóc bình thường là được, không cần phải quá cầu kỳ đâu. Có cần gì đâu mà phải tuân thủ theo các bước để làm gì. Mình đâu phải diễn viên, ca sĩ hay là người mẫu hoặc là hoa hậu gì đâu. Chỉ cần làm thế nào cho da sạch là được rồi, không cần phải quan tâm quá nhiều. Nhưng không phải nhé, quy trình chăm sóc da là một trong những quy trình chuẩn giúp cho da của bạn sáng, mịn, hồng hào và hạn chế tối đa những cái vấn đề trên da. Đặc biệt là làn da bị nám thì các bạn cần phải chú trọng quá trình chăm sóc da rất là cẩn thận hơn nữa. Nếu không thì những vết nám đó ngày càng nhiều hơn. Bởi đơn giản, mỗi ngày chúng ta đi làm, chúng ta đều phải tiếp xúc với tia UV từ ánh nắng mặt trời. Nếu như che chắn không kỹ thì nó rất dễ sinh thêm và cái đốm nâu đó đã sậm màu hơn, càng ngày nó càng nặng hơn và việc điều trị thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đó là đơn giản đầu tiên, thoa kem chống nắng mỗi khi bạn đi ra ngoài. Hoặc đơn giản là làm việc trong môi trường máy lạnh cũng phải cần thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da. Bởi vì ánh nắng mặt trời đâu có chừa bất cứ một nơi nào, nó có thể xuyên qua bất kỳ mọi thứ và nó có thể ảnh hưởng đến làn da của bạn dù bạn đang ngồi trong điều hòa máy lạnh. Tiếp đến đó chính là tẩy tế bào chết cho da định kỳ, mỗi tuần 2 lần. Đây là phương pháp loại sạch những cái tế bào chết trên da, giúp cho da thông thoáng hơn, cũng như là khi mà bạn thoa những cái dưỡng chất lên da thì nó sẽ thấm sâu vào bên trong da hơn. Và để đạt được điều đó thì nhớ là cân bằng da bằng pH. Chọn những cái pH thân nước thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bạn nhớ là nên thoa kem dưỡng ẩm thôi, chứ chúng ta đừng bao giờ sử dụng các loại kem điều trị nám trên thị trường. Tại sao? Bởi vì nó điều trị quá thần tốc thì tất nhiên một dấu chấm hỏi đặt ra cho cái sản phẩm đó là có chứa chất độc hại hay không. Bởi vì phương pháp điều trị nám hoàn toàn không dễ, bắn laser cũng cần phải 10 đến 12 buổi. Nếu như chăm sóc không tốt thì có thể trở thành công cốc, có nghĩa là không mang đến bất kỳ lợi ích nào mà còn làm cho da bị hủy hoại thêm nữa. Cho nên cái quá trình chăm sóc da đặc biệt lưu ý quan tâm. Nhớ là chế độ dinh dưỡng bổ sung thêm rau xanh, trái cây, hoa củ quả ít nhất là 400g mỗi ngày, kèm cả trái cây, rau xanh, hoa củ quả các bạn nhé. Uống đủ nước trên một ngày từ 2 đến 3 lít sẽ giúp cho da của bạn đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, hồng hào hơn. Đồng thời nó đào thải độc tố và đốt cháy bọ thừa một cách tốt nhất. Tập luyện thể dục cũng là một trong những phương pháp giúp tuần hoàn lưu thông máu tốt hơn và da dẻ của bạn trở nên mịn màng hơn rất nhiều. Sử dụng các loại mặt nạ tự nhiên để chúng ta cấp ẩm cho làn da cũng như là hỗ trợ trong quá trình điều trị nám da tại nha. Và để điều trị nám da tại nha hiệu quả nhất thì cần có một người bạn đồng hành xuyên suốt, đó chính là Oridel Collagen, một sản phẩm mà Trang vừa giới thiệu đến tất cả các bạn ở ngay cái lời giới thiệu đầu tiên đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu.
Tại sao Oreo Collagen có khả năng điều trị nám da? Nếu như những ai đã từng chăm sóc da hay là điều trị nám da tàn nhang ở bệnh viện da liễu lớn, đặc biệt như là da liễu Thành phố Hồ Chí Minh, da liễu Trung ương Quy Hòa, thì các bạn sẽ thấy viên uống Oreo Collagen của chúng tôi hơn 10 năm qua sản phẩm đã được các bệnh viện da liễu lớn trong cả nước chấp cánh. Cũng như đây là sản phẩm mang đến cái hiệu quả vừa chăm sóc bảo vệ làn da, vừa phục hồi làn da hư tổn, nuôi dưỡng da trắng hồng mịn màng, ẩm mịn từ sâu bên trong và khả năng điều trị dứt điểm nám da tàn nhang phù hợp với tất cả các đối tượng từ nam và nữ. Những ai có nhu cầu làm đẹp thì hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này. Nếu như bạn đang chọn một dòng sản phẩm để điều trị nám một cách hiệu quả, trả lại sự khỏe mạnh, tươi tắn và nét đẹp thanh xuân, thì Oreo Collagen là món quà tuyệt vời cho bạn. Bởi vì công thức kết hợp đã rất đầy đủ, từ collagen thủy phân tiếp 1 và 3, vitamin C, vitamin E, biotin và lecithin, vừa chăm sóc da, vừa bảo vệ sức khỏe, cũng như là chăm sóc tóc, móng và các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể của bạn một cách tốt nhất. Uống collagen vào thì bạn yên tâm về chất lượng, không lo lắng bất kỳ những tác dụng phụ nào xảy ra, bởi vì đơn giản sản phẩm của chúng tôi đã qua lâm sàng an toàn, hiệu quả, chất lượng cho tất cả mọi người khi dùng. Khi bạn sử dụng đúng liệu trình thì sẽ mang đến làn da đẹp. Và liệu trình điều trị nám da như thế nào, liên hệ trực tiếp với Trang để được tư vấn và chat. Nếu như bạn thấy video của Trang chia sẻ ngày hôm nay thật sự có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, các bạn có thể lên Google và tìm kiếm, đó chính là quyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.